anh Lý đi cộng tuyên rất đẹp. Còn nếu có đó một được hay chơi bông bụng á. Qua đây anh em ngồi uống nhiều uống bia để mình mang ra đi. Coi ai đang dẫn lắng, coi ai đang gì thôi. Mang thằng Lôm đi bắt trời ơi. Thôi xuống này đập chân trần. Chú này. Nó phỉ rồi chứ anh em ngồi đấy rồi này cũng lề ải chứ lại nhìn có tuổi đấy. Hẳn xuống đấy đấy, hẳn xuống đấy này. Xuống đấy rồi đập chân bừa đó. Đấm chú. Mày anh tha cho em. Tha cho mày. Ngồi xuống. Đó nó bắn được nguyên cái này. Như đang mày gì mày bay lào đúng không? Bay chạy. Anh không cả anh chạy à? Nên em không biết. Mày tí tuổi đâu mày lắc lào quen đấy. Mày tao lại không? Dạ không. Nó sao đi qua cái đạn như nó có mày hồn nhá. Dạ. Anh em, vô, như thằng đi đập răng anh. À, xin chào mọi người. Hôm nay có bắt được hai thằng tránh con tuổi mới lớn, nó lão thế là cùng cảnh cáo để cho nó biết thế, đi ra xã hội ấy thì là đừng có lắc lão đó. Cả em chưa mới lớn nên chưa hiểu được ở ngoài xã hội nó như nào đó. Hôm nay anh cảnh cáo thế thôi, con là cứ về đi.